Theo đó, Viện Thực phẩm Chức năng Việt Nam vừa xét nghiệm 9 mẫu nước uống đường phố thông thường ở thành phố Hà Nội trong tháng 7 để tiến hành làm các xét nghiệm độc lập và khách quan. Các mẫu nước được lấy để kiểm nghiệm bao gồm mẫu nước trà chanh phố Nhà Thờ, mẫu nước mía, mẫu nước nhân trần, mẫu nước trà chanh đường Đê La Thành, mẫu nước ngô, mẫu trà Bát Bảo, mẫu nước trà đá phố Cát Linh, mẫu nhân trần khô ở Lãn Ông, mẫu nước vối phố Hoàng Cầu. Kết quả xét nghiệm cho thấy hầu hết các loại mẫu nước trên đều nhiễm vi khuẩn gây rối loạn tiêu hóa và nhiều mẫu chứa kim loại nặng vượt mức cho phép. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Viện Phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, nước uống đường phố bao gồm cả nước uống đóng chai, không rõ nguồn gốc hiện đang là nguyên nhân hàng đầu, làm suy giảm chức năng gan thận, lão hóa cơ thể. Nguy hiểm hơn, đây chính là căn nguyên gây bệnh ung thư gia tăng. Còn theo giáo sư tiến sĩ khoa học Hoàng Tích Huyền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Công nghiệp Việt Nam, hầu hết các thức ăn đường phố hiện đều không được bảo quản đúng cách. Và đây chính là nguyên nhân gây ra nhiều loại mầm bệnh. Chủ đề khỏe và an toàn để tận hưởng cuộc sống, nơi trao đổi không chỉ về nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, đồ uống và các tác hại đến sức khỏe con người. Quan trọng nữa là cùng nhau tìm ra những cách thức để lựa chọn những sản phẩm an toàn cho sức khỏe, thanh lọc cơ thể, cũng như những phương pháp vượt qua những áp lực khác của cuộc sống để bảo vệ sức khỏe và nâng cao các giá trị tinh thần.